Queen Channel mến chào tất cả các anh chị nha. Mình đang có mặt tại tỉnh xá Ngọc Phú ở thành phố Tuy Hòa này các bạn. Đây là không khí ở trong này mừng Phật đản tại Tuy Hòa. Ngay tại tỉnh sáng này sẽ tối nay sẽ diễn ra lễ thả pháo đăng tại kè Bạch Đằng các bạn. Thì bây giờ có rất đông Phật tử đang có mặt tại tỉnh xá Ngọc Phú ở thành phố Tuy Hòa. Nơi đây tối sẽ diễn ra lễ thả pháo đăng ngay tại kè Bạch Đằng luôn các bạn. Các bạn thấy rất là nhiều Phật tử cầm trên tay những cái hoa đăng và sẽ thả ngay xuống dưới kè Bạch Đằng. Các bạn thấy rất là đông Phật tử đang có mặt tại kè Bạch Đằng rồi. Bây giờ rất là Phật tử đang thắp hoa đăng và sau khi tới giờ sẽ đồng loạt thả xuống kè Bạch Đằng. Mỗi lúc mình thấy là rất là nhiều người càng đến tỉnh xá Ngọc Phú. Bây giờ mình sẽ mời các bạn vào bên trong tỉnh xá. Phát hả chị? À, Phật tử đến với tỉnh xá Ngọc Phú sẽ được phát những cái hoa đăng này các bạn, kèm theo ngọn nến ở trong hoa đăng luôn. Đây là biểu tượng này, biểu tượng mình sẽ gửi vào những cái điều ước của cá nhân mình vào cái hoa đăng này và thả xuống dưới kè bên này. Mẹ nói là tôi không có phải là đuối cho mẹ anh ra qua là không. Rất là đông Phật tử đang có mặt trong phía trong của tỉnh xá. Đây là phía trong tỉnh xá các bạn, trưng bày rất là đẹp, rất là nhiều đạo hữu đang trang nghiêm chuẩn bị làm lễ. Quý vị nào mà nhân tham rồi chúng ta ngồi yên thế thẳng hả, chứ mà thiền rồi đó, đang hưởng thời gian này chúng ta còn hành thiền một chút thôi. Mọi người đến với tỉnh xá Ngọc Phú mỗi lúc mùa đông các bạn. Wow, hiện bây giờ cũng có rất là nhiều hoa đăng đã thả xuống ở dưới kè Bạch Đằng rồi. Wow, cũng có rất là nhiều những cái hoa sen lớn, 7 hoa sen lớn đang có mặt ở dưới sông Bạch Đằng, tượng trưng cho 7 bước đi của Đức Phật mới sinh ra đời. Wow, hoa đăng đã thả tạo nên không khí rất là đẹp.
đến với tỉnh xá Lộc Phú sẽ được nhà chùa cấp cho một cái kho đăng các bạn, miễn phí luôn. Mọi người đang tranh thủ thắp đèn cầy con hoa đăng. Vẫn còn rất là nhiều kho đăng được cấp phát cho Phật tử đến với tỉnh xá Lộc Phú. Chỉ khi nào mà đến đó được tiền đăng từ Phật Đạo Tăng và từ chứng minh và từ chư tôn đức tăng ni truyền đăng xuống các vị tạo thêm chú nguyện của chư tăng ni biến những ước nguyện của các vị thành tựu trong tối đêm nay, cộng thêm sự nỗ lực cố gắng của tự thân. Chính vì vậy các ngọn đèn trên tay của các vị phan gọi tự thấp mà hãy để ngọn đèn trí tuệ để đại chúng niệm Phật cầu gia hộ để có cầu chương trình tối hôm nay. Chúng con hành đến tôn thỉnh hòa thượng chứng minh thể hiện hạnh phúc thay giáo pháp siêu linh, hạnh phúc thay
về trước. Tại quân thành Camila Bắc Thu Gia Tỳ La Hội Nguyên Vườn Lâm Tiền Lý có một sự kiện trọng đại xuất hiện, đó là sự đặc sắc của các từ phụ một sư thích ca. Chính sự kết hợp này đã bắt đầu cho hành trình mới nơi hội tay bà, hành trình hướng tới mục tiêu cuối cùng phạm hạnh giải thoát sanh tử luân hồi. Giờ này kính mời tiết mục dân hoan bắt đầu. Những bọn đèn, 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 những
còn hiểu xong là các vị em sẽ hướng dẫn và chúng em hai tay thả dòng trên tay mình có một cái hoa đăng được một kỳ thử gửi gắm thả xuống ở dưới kè và đằng này các bạn, vì ở khu vực này hiện bây giờ rất là đông, có nhiều người dẫn con nhỏ cũng như là những người lớn tuổi sẽ không có qua được cái khu vực này để mà thả hoa đăng dưới kè và đằng, nên đã gửi gắm cho mình một cái hoa đăng rất là đẹp. Hy vọng rằng mình sẽ truyền lại những cái điều ước của người Phật tử này thả xuống dưới dòng sông Bạch Đằng. Rất là đông Phật tử đã đến sát bờ kè Bạch Đằng. Đẹp quá trời luôn. Bờ kè bây giờ rất là đông người rồi. À cuối cùng cô cũng đã tới kè Bạch Đằng rồi. Rồi bây giờ sẽ thả hoa đăng này các bạn. Bây giờ thả xuống chung chung tí đi. Rồi hoa đăng đã được thả. Wow, các bạn thấy khung cảnh rất là tuyệt vời, lung linh, kỳ ảo tại kè Bạch Đằng ở Tuy Hòa, Phú Yên. Tối hôm nay ở kè Bạch Đằng thì rất là ít gió nên họ đang được thả khu vực kè Bạch Đằng vẫn còn đồng lại ở khu vực ngay đây luôn. Tao xong ra rồi mà. Các bạn trẻ ước thầm kín trong lòng ha. Ước đầu tốt nghiệp không được. À bạn này ước đầu tốt nghiệp. 9 đến 12 nhỉ? Dạ 12. À. Ước đậu đại học với tốt nghiệp bình thường. Đậu đại học sư phạm Hồ Chí Minh. À. Cái này nó lại chạy xuống dưới kia đây. Câu trên đây chạy xuống giả tới đâu. Sao tao chạy dài luôn, cầm dài rồi. Vẫn còn rất là nhiều hoa đăng được Phật tử vẫn còn cầm trên tay, vì khu vực thả hoa đăng rất là đông người, khó khăn trong việc thả hoa đăng xuống dưới kè Bạch Đằng.
Chưa thả nè cô. À, đông quá ha. Còn rất là nhiều Phật tử vẫn còn đứng ở trên đường. Vì phía dưới khu vực xã Hồ Đăng rất là đông người. Có cả những bạn trẻ ghi những cái điều ước trong Hồ Đăng trước khi thả các bạn.